ảnh màu cực hiếm đến Mỹ trong trận Điện Biên Phủ thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, chiến dịch quân sự được coi là trận Điện Biên Phủ thứ hai trong chiến tranh Việt Nam thực chất không mang tính chất quyết định cuộc chiến, nhưng lại là đòn đánh mạnh chiến lược của Mỹ tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Chiến dịch quân sự mang tên là Pegasus được quân đội Mỹ thực hiện vào tháng 3 năm 1968 với mục đích tăng cường sức mạnh quân sự yểm trợ cho căn cứ Khe Sanh. Nhiệm vụ mang tính quyết định của chiến dịch này đó là mở được vòng bao vây của quân giải phóng để giải cứu cho lực lượng Mỹ đang bị vây ráp trong căn cứ Khe Sanh. Tuy nhiên, nỗ lực cuối cùng được coi là trận Điện Biên Phủ này đã không thành công mà ngược lại còn thất bại thảm hại, khiến cho quân đội Mỹ buộc phải rút chạy bỏ lại căn cứ Khe Sanh. Cuộc rút lui này đã khiến toàn bộ hệ thống hàng rào phòng thủ điện tử McNamara coi như bị xóa sổ. Mục tiêu giữ Khe Sanh bằng mọi giá của Tổng thống Mỹ đề ra đã thất bại thảm hại. Quân giải phóng của ta chiếm được căn cứ này vào tháng 7 năm 1968, ngay sau khi đẩy lùi được Mỹ và chư hầu ra khỏi đây. Quân đội Mỹ huy động cả xe tăng vào cuộc chiến với hy vọng lật ngược được thế cờ, nhưng sự thật là ngược lại hoàn toàn. Đạn pháo yểm trợ được bắn xuống Khe Sanh ngày đêm nhưng không ăn thua, và các trận địa pháo như thế này luôn là mục tiêu đột kích số 1 của đặc công ta. Vẻ mặt ngán ngẩm của binh lính Mỹ trong trận chiến máu lửa bậc nhất năm 1968 ở chiến trường Việt Nam. Tổng cộng trong toàn bộ chiến dịch Khe Sanh, Mỹ đã bị loại khỏi vòng chiến khoảng 9.000 lính. Trong số đó bao gồm 2.400 người thiệt mạng, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Nếu tính tổng cả thiệt hại quân đội ngụy Sài Gòn trong cuộc chiến này, con số có thể lên tới hơn 12.000, trong đó có khoảng 3.500 lính thiệt mạng. Lính Mỹ tác chiến trong chiến dịch Pegasus nhằm mở đường máu giải cứu căn cứ Khe Sanh. Hàng loạt các khí tài hạng nặng được Mỹ đưa tới đây, nhưng quân giải phóng đã đáp trả lại với hỏa lực tương đương, khiến đội quân nhà nghề này phải choáng váng. Đây được coi là một trong những trận chiến đầu tiên phía quân giải phóng quyết định đánh trực diện theo kiểu bài ngửa ở quy mô lớn với Mỹ. Hỏa lực không quân của Mỹ dội xuống các khu vực có quân giải phóng cắm chốt. Các loại hỏa lực hàng nặng và hàng tiếp tế được đưa tới đây bằng trực thăng, hệ thống giao thông đường bộ gần như đã bị quân đội ta án ngữ trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc chiến. Lính Mỹ dựng hầm trú ẩn, chuẩn bị cho các đợt pháo kích phản công của quân giải phóng. Những hố bom rộng như thế này là tác phẩm của các quả bom tấn công được thả xuống đây từ phi cơ ném bom chiến lược B-52. Thương binh Mỹ được đưa ra khỏi cuộc chiến bằng trực thăng xuống thẳng Sài Gòn để chữa trị. Cần cỏ bay được Mỹ huy động để mang hàng tiếp tế lên chiến trường Khe Sanh. Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ hải quân tiếp nhận tàu mới. Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, phó tư lệnh hải quân, yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội tàu xuồng đặc nhiệm cũng như là lữ đoàn đặc công hải quân 126 cần tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và hiểu biết về kỹ chiến thuật chuyên ngành tàu, chuyên ngành đặc công, khả năng làm chủ vũ khí trang bị, nhất là các phương tiện mới được tiếp nhận. Chiều 13 tháng 12, tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Lữ đoàn đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ khánh thành cầu cảng và đón nhận tàu cho đội tàu xuồng đặc nhiệm. Theo báo Hải quân, sau 8 tháng thi công, công trình cầu cảng đội tàu xuồng đặc nhiệm do công ty công trình Thủy Tân Huy Hoàng thi công, Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 làm chủ đầu tư đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Công trình cầu cảng trị giá 120 tỷ đồng trích từ nguồn vốn ngân sách quốc phòng. Cầu cảng có chiều dài 150 mét, có thể cập neo đậu tàu có trọng tải là 1.000 tấn. Phát biểu tại buổi lễ, chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, phó tư lệnh hải quân yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội tàu xuồng đặc nhiệm cũng như là lữ đoàn đặc công hải quân 126 cần tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và hiểu biết về kỹ chiến thuật, chuyên ngành tàu, chuyên ngành đặc công, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là các phương tiện mới được tiếp nhận. Theo tạp chí Quốc phòng Toàn dân, ngày 13 tháng 4 năm 1966, đoàn huấn luyện trinh sát đặc công, đơn vị tiền thân của lữ đoàn đặc công 126 Hải quân ngày nay được thành lập. Đây là lực lượng đặc công nước, đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đơn vị đã liên tục chiến đấu trên chiến trường cửa Việt Đông Hà với trên 300 trận, đánh chìm 339 tàu, đánh hỏng 33 tàu các loại của địch, phá hủy hàng chục vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh, tiêu diệt hàng ngàn sinh lực địch, tham gia chiến dịch chống phong tỏa thủy lô trên sông, biển miền Bắc, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trực tiếp giải phóng quần đảo Trường Sa. Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của lữ đoàn có sự phát triển mới, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh cùng các mục tiêu trọng yếu về kinh tế, quốc phòng an ninh trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, vừa sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao. Những năm gần đây, để nâng cao chất lượng huấn luyện,
lữ đoàn được cấp trên đầu tư củng cố xây dựng mới hệ thống thao trường, bãi tập kỹ thuật, chiến thuật theo hướng hiện đại, sát với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của từng lực lượng. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với các vùng hải quân, nghiên cứu thực địa các khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, DK1, Trường Sa để tổ chức huấn luyện dã ngoại cho bộ đội nhằm nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Đến nay, cùng với các thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, lữ đoàn đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hệ thống thao trường chuyên dụng hiện đại như thao trường bắn đặc chủng chống khủng bố, đánh chiếm nhà giàn, cầu cảng, bể bơi chuyên dụng rèn luyện thể lực. Trong đó, thao trường huấn luyện đánh chiếm đảo trên một hướng được lữ đoàn xây dựng từ địa hình có thật với đầy đủ hệ thống lô cốt, hào giao thông, hầm ngầm, kè chắn sóng cao 3m kiên cố, cùng nhiều thiết bị khác đảm bảo đưa người học vào sát thực tiễn chiến đấu, góp phần phục vụ tốt yêu cầu huấn luyện của đơn vị. Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ được giao và sự phát triển về cách đánh, nghệ thuật tác chiến của bộ đội đặc công nói chung, trên môi trường sông biển nói riêng, lữ đoàn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành và chuyên sâu cho từng lực lượng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lấy đó làm cơ sở động lực để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của lữ đoàn. Lữ đoàn cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ huấn luyện thành các tiêu chí cơ bản như bơi lặn giỏi, võ giỏi, bắn giỏi, giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ và nghĩa tình đồng đội keo sơn, cùng nhiều biện pháp đồng bộ để các đơn vị triển khai thực hiện. Theo đó, để thực hiện nội dung bơi lặn giỏi, tiêu chí đặc trưng của lực lượng đặc công hải quân, lữ đoàn coi trọng các khâu huấn luyện cơ bản, kiên trì thực hiện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ bơi lặn trong điều kiện thuận lợi đến môi trường biển xa, sóng gió phức tạp. Trong đó, trọng tâm là các nội dung bơi dài sức đường dài, bơi bí mật có vũ khí, trang bị, lặn xa và sâu, lặn khí tài bắt mục tiêu, khắc phục vật cản dưới nước, vật kè chắn sóng, dòng kéo vũ khí trang bị mình, khối độ áp sát mục tiêu, v.v. Đối với các nội dung về võ thuật và bắn súng, từ các bài võ chiến đấu bộ binh, võ chiến đấu đặc công, các đơn vị tích cực nghiên cứu, phát triển để vận dụng vào các tình huống đối kháng một cách thuần thục, điêu luyện ở trên tàu, giàn khoang, cầu cảng và dưới nước để đánh gần một cách hiệu quả. Về nội dung bắn súng, bộ đội được huấn luyện sử dụng thành thạo tất cả các loại súng bộ binh, nhưng trọng tâm là thuần thục kỹ năng bắn nhanh, trúng mục tiêu ở các cự ly, trong các tư thế và điều kiện phức tạp. Để nâng cao khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ cho cán bộ chiến sĩ, lữ đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện bộ đội trong điều kiện môi trường phức tạp. Hàng năm, các đơn vị của lữ đoàn đều phối hợp với các vùng hải quân thực hiện huấn luyện cơ động dã ngoại kết hợp với rèn luyện bộ đội dài ngày trên biển, bảo đảm sát địa bàn, đối tượng tác chiến và yêu cầu nhiệm vụ, qua đó nâng cao sức chịu đựng dẻo dai với sóng to gió lớn, nhất là khả năng sống trôi dạt trên biển nhiều giờ cho bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, xây dựng nghĩa tình đồng đội keo sơn cũng là một trong những tiêu chí quan trọng đối với bộ đội đặc công hải quân cả trong huấn luyện và hoạt động tác chiến. Thông qua các mô hình đôi bạn bơi lặn, nhóm đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo sức mạnh để từng cá nhân đơn vị vượt qua khó khăn, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Những năm qua, chất lượng huấn luyện của lữ đoàn không ngừng được nâng cao. Năm 2015, kết quả bơi đường dài đạt 25 km và rèn luyện kỹ năng sống trôi dạt trên biển của các đối tượng đạt 25 giờ liên tục, lặn sâu đạt từ 45 m đến 55 m, bắn súng theo nhiệm vụ BM, đoạt loại giỏi. Việt Nam sản xuất đạn xuyên giáp. Với mục đích nâng cao khả năng chiến đấu, đặc biệt là khả năng xuyên giáp của đạn, các kỹ sư nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu thiết kế chế thử thành công đạn xuyên 7,62 x 54mm K53 đầu lõi thép. Đạn có thể được sử dụng cho các loại súng bắn đạn K53 hiện có trong trang bị. Đạn thiết kế để có thể xuyên thép CT3 dài 12mm ở cự ly 100m và xuyên áo giáp cấp 3 theo chuẩn NIJ-101.04 của Mỹ. Để đảm bảo khả năng xuyên thép, các kỹ sư đã nghiên cứu tăng tốc độ tới hạn của đầu đạn và độ cứng của loại thép. Qua nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, các tác giả đã chọn vận tốc đầu đạn thiết kế trung bình ở vị trí cách miệng nòng súng 25mm là từ 840 cho đến 890m trên giây. Để đảm bảo độ cứng cho loại thép, trên cơ sở các loại vật liệu đã dùng để sản xuất đạn xuyên K56, các tác giả đã chọn mác thép Y12A làm lõi xuyên. Thép có độ cứng sau khi tôi đạt 64-66 HRC, độ cứng sau khi ram ở nhiệt độ cao đạt 62-64 HRC.
Công nghệ chế tạo đạn xuyên 7,62 x 54mm đầu lõi thép là công nghệ mà nhà máy đã áp dụng vào sản xuất đạn 7,62 x 54mm K53 thông thường. Riêng công đoạn chế tạo lõi thép xuyên đã áp dụng công nghệ tạo hình là phương pháp gia công cắt gọt và tạo độ cứng cho lõi thép sử dụng công nghệ tôi lò muối và ram dầu. Vận tốc thực tế của đầu đạn đạt 870,7 đến 872,4 m trên giây. Khả năng xuyên thép CT3 đồng nhất dày 16mm đạt cố định vuông góc với trục nòng súng ở cự ly 100m đạt tỷ lệ 100%. Xuyên áo giáp cấp 3 theo tiêu chuẩn của Mỹ đạt 100%. Áp suất khí thuốc bằng so với đạn thông thường nên tăng độ bền cho súng. Mặt khác, đạn vẫn sử dụng được thuốc phóng cho đạn thông thường nên không phải sản xuất thuốc phóng mới. Kết quả bán thử cho thấy khả năng xuyên thép đều đạt và vượt các thông số thiết kế. Cụ thể, với các bia thép CT3 có các chiều dày 14, 16 và 18mm khi sử dụng súng PKMS ở cự ly 100m, kết quả tỷ lệ xuyên tấm thép dày 14 và 16mm đạt 100%, tỷ lệ xuyên tấm thép dày 18mm đạt 80%. Bắn kiểm tra xuyên áo giáp với áo giáp cấp 3 ở cự ly 15m cũng cho tỷ lệ xuyên đạt 100%. Chuyên gia Nga, Israel có thể giúp Việt Nam phục hồi tiêm kích F5E. Quý vị và các bạn thân mến, theo ông Maka Aksenenko, sau khi kết thúc chiến tranh thì Không quân Nhân dân Việt Nam thu được chiến lợi phẩm là một lượng lớn tiêm kích F5E F Tiger 2 từ không lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong gần 10 năm, số chiến đấu cơ này đã được khai thác tích cực và thậm chí tham gia vào các hoạt động quân sự trong khu vực. Việt Nam cũng đã chuyển giao một vài chiếc F5E cho Ba Lan, Tiệp Khắc và Liên Xô để tiến hành nghiên cứu. Những phi công thử nghiệm Liên Xô sau khi trực tiếp điều khiển chiếc tiêm kích hạng nhẹ này đều đánh giá rất cao tính năng của nó. Theo cảm nhận của anh hùng Liên Xô, đại tá Vladimir Kaundaurov, một trong ba phi công thử nghiệm lái chiếc F5E, thì khi vừa tiếp xúc với máy bay đã thấy thiết kế buồng lái rất thân thiện với người điều khiển. F5E có bảng đạp phanh mà ở Liên Xô lúc đó chỉ sử dụng cho xe tải hạng nặng, cách bố trí bảng điều khiển tuyệt vời. Kính buồng lái được chế tạo bằng vật liệu quang học tốt, ngăn việc bị chói lóa trong mọi điều kiện. Các chuyên gia, Liên Xô, qua nghiên cứu cũng nhận xét rằng trong cận chiến, F5E sẽ giành nhiều lợi thế trước MiG-21 bởi sự cơ động dễ dàng của một máy bay nhỏ nhẹ được thiết kế khí động tốt, hệ thống điều khiển và ngắm bắn hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt khi phải quần lộn với gia tốc lớn. MiG-21 không thể theo kịp F5E trong điều kiện như vậy. Khi cho MiG-23 cận chiến với F5E, kết quả thậm chí còn đáng thất vọng hơn nữa. Sự nhanh nhẹn khó tin của F5E có thể trừng phạt bất cứ đối thủ nào. Mặc dù còn khá mới, nhưng do nhiều khó khăn, khách quan, mà đến giữa thập niên 1980, toàn bộ phi đội F5 của Việt Nam đã bị rút khỏi biên chế chiến đấu và đưa vào các kho lưu trữ. Ông Aksenenko còn nói rằng có nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy những máy bay này cho đến nay vẫn còn đang nằm trong kho dự trữ ở Việt Nam. Khi được hỏi về khả năng Việt Nam đưa F5E quay lại hoạt động sau khi Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, ông Aksenenko cho biết, theo tôi, nếu Không quân Việt Nam có kinh nghiệm sử dụng và chiến đấu trên những máy bay tiêm kích này, và nếu Tiger 2 cho đến nay vẫn tồn tại ở các kho lưu giữ trong tình trạng bảo trì, họ có thể một cách thận trọng để cố gắng tiếp tục sử dụng chúng sau khi đã sửa chữa thay thế bằng các phụ tùng nguyên bản và thực hiện một số hiện đại hóa. Tôi không loại trừ rằng Việt Nam sẽ sửa chữa những chiếc F5 với sự trợ giúp của các công ty hàng không Israel. Họ đã từng hiện đại hóa khá thành công loại máy bay này cho vừa các nước thứ ba chẳng hạn như Singapore. Do vậy, Không quân Việt Nam sẽ có thể nhanh chóng với chi phí rẻ tiền để tăng cường khả năng chiến đấu của phi đội máy bay tấn công. Ông Aksenenko còn nói thêm, việc sử dụng trở lại các máy bay chiến đấu F5 từ kho dự trữ có thể được giải thích như là biện pháp huy động để duy trì các máy bay quân sự cho việc bảo vệ đất nước, thậm chí không phải là công nghệ hiện đại nhất. Có lẽ công việc không phải là hiện đại hóa, mà chỉ là phục hồi lại trạng thái đủ điều kiện hoạt động. Những chiếc Tiger 2 đã được sửa chữa, theo ông Maka Aksenenko, có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ hạn chế. Họ sẽ có thể tấn công cả trên đất liền và trên biển các lực lượng xâm lược tiềm năng. Đó là chức năng tiêu chuẩn của máy bay tiêm kích bom. Những việc mà loại máy bay này thực hiện trước đây trong thành phần không quân các nước khác nhau, trong đó có cả Mỹ. Để đạt được ưu thế trên không, thì máy bay này hiện nay là hầu như không phù hợp. Tôi nhắc lại, việc hồi sinh Tiger 2 cần được xem xét chỉ như một biện pháp khẩn cấp để tăng cường không lực tới khả năng đầy đủ để đẩy lùi cuộc xâm lăng, vị chuyên gia nhấn mạnh. Được biết, công ty Elbit System của Israel đã tiến hành nâng cấp tiêm kích F5EF cho không quân một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan hay Singapore. Sau khi được hiện đại hóa, Tiger 2 đã trở thành tiêm kích đa năng nhờ được lắp đặt radar điều khiển hỏa lực ELM-2032
có tầm trinh sát 150 km, hỗ trợ thiết lập bản đồ, số độ phân giải cao trong chế độ không đối đất. Bên cạnh đó, phi công còn được trang bị mũ bay tích hợp hệ thống hiển thị và ngắm bắn mục tiêu, cho phép tấn công nhanh đối phương bằng tên lửa không đối không Python 5 và GB. Radar LM-2032, mũ bay Dash 4 cùng với tên lửa JB và Python 5 sẽ giúp cho F-5EF có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn cũng như tấn công mục tiêu mặt đất, mặt nước một cách hiệu quả. Sau nâng cấp, sức mạnh của F-5EF được đánh giá ngang bằng với nhiều tiêm kích thế hệ 4, thậm chí còn qua mặt cả F-16AB Block 15, kinh phí bỏ ra chỉ vào khoảng 5 triệu đô la. So sánh với Su-22, thậm chí khi chưa được hiện đại hóa thì F-5E vẫn tỏ ra vượt trội. Do vậy, khôi phục hoạt động cho F-5E nên được cân nhắc để triển khai khi có điều kiện phù hợp. Lữ đoàn 682 sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận Brahmos. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã đưa tin về việc Ấn Độ bán cho Việt Nam tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Brahmos. Sau khi thông tin trên xuất hiện, đã có nhiều dự đoán về phiên bản Brahmos Ấn Độ có thể sẽ bán cho Việt Nam. Brahmos là loại tên lửa triển khai đa dạng từ nhiều nền tảng mang phóng khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chưa có tàu mặt nước, máy bay hay tàu ngầm nào được thiết kế để tích hợp vũ khí này lên. Do vậy, khả năng lớn là Brahmos sẽ được sử dụng cho hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Hiện tại, Hải quân Việt Nam có 4 lữ đoàn tên lửa bờ, trong đó lữ đoàn 679 trang bị tổ hợp 4K44 Redut, lữ đoàn 680 sử dụng 4K51 Rubes, lữ đoàn 681 được biên chế hệ thống K300P Passion P hiện đại nhất. Trong khi đó, lữ đoàn pháo tên lửa bờ 685 lại quản lý các hệ thống Extra, Aquila do Israel chế tạo. Nếu Brahmos biên chế cho tên lửa bờ căn cứ vào tổ chức đã nêu ở trên, thì nó sẽ thuộc một lữ đoàn mới thành lập. Theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 26 tháng 6 năm 2015, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ khởi công xây dựng doanh trại lữ đoàn tên lửa bờ 682 và dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2017. Như vậy, thời gian trên đã cận kề. Trang bị của lữ đoàn 682 chắc chắn không thể là KCT-15 hay là Bani, thậm chí là Club M hoặc Passion P do tiến độ nghiên cứu chưa hoàn thành và cũng không có bất cứ báo cáo từ phía Nga hay một tổ chức theo dõi quốc phòng nào nói rằng Việt Nam đã đặt hàng các tổ hợp trên. Nhưng với diễn biến vừa qua, khả năng rất cao lữ đoàn 682 sẽ dựng được phiên bản đất đối hải của tên lửa Brahmos. Điều này cũng hợp lý vì năm ngoái, bạn vừa tuyên bố cấp cho Việt Nam gói tín dụng trị giá 500 triệu đô la để mua sắm vũ khí trang bị. Ngoài ra, học viên sĩ quan của chúng ta vẫn đang được đào tạo tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, đơn giá của tên lửa Brahmos khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt chỉ còn 2,3 triệu đô la một quả, rẻ hơn cả Jharkhand, cho nên đây sẽ là sự bổ sung hợp lý cho lá chắn thép bên bờ biển Đông của Việt Nam. Với cơ cấu tổ chức tiêu chuẩn của Hải quân Ấn Độ, rất có thể lữ đoàn 682 sẽ được trang bị tới 2 tổ hợp tên lửa này, chứ không phải chỉ một hệ thống Passion P như lữ đoàn 681. Trang bị số lượng lớn sẽ giúp khâu đảm bảo kỹ thuật dễ dàng và kinh tế hơn nhiều. Nga nói thật sức mạnh phòng không Trung Quốc, phần 1. Quý vị thính giả thân mến, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã có nhiều hành động gây căng thẳng trên Biển Đông. Thứ nhất, ngày 24 tháng 2 năm 2016, tình báo Mỹ cho biết là Trung Quốc đã triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam các máy bay tiêm kích Thẩm Dương J-11S và Tây An JH-7. Trước đó, Trung Quốc cũng đã triển khai 2 đại đội tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo này. Thứ hai, mới nhất, ngày 25 tháng 12 năm 2016, các phương tiện thông tin đại chúng lại đưa tin là tình báo Mỹ nghi Trung Quốc điều hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 và CSA-6B ra các đảo nhân tạo do nước này bồi đắp trên Biển Đông. Các thông tin nói trên đều liên quan đến lực lượng phòng không Trung Quốc. Để biết thêm về lực lượng này, xin giới thiệu một số thông tin và số liệu được tổng hợp từ bình luận quân sự, bình luận chính trị quân sự và bình luận quân sự độc lập đều của Nga cuối năm 2015 và trong năm 2016. Phần 1. Mấy dòng lịch sử. Phần từ khi lập quốc 1949 đến năm 1960, chúng tôi đã đề cập tới trong bài Huyền thoại S-75 Divina bảo vệ bầu trời Bắc Kinh. Chúng ta sẽ tính từ mốc năm 1960. Năm 1960, Liên Xô đã triệu hồi toàn bộ cố vấn quân sự của mình về nước, chấm dứt trên thực tế quan hệ hợp tác quân sự kỹ thuật giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không. Nhưng từ thời điểm này, Trung Quốc cũng đã tích lũy được kinh nghiệm và bắt đầu tự chế tạo các tổ hợp tên lửa phòng không đầu tiên. Các tổ hợp này được đặt tên là HQ-1, Hồng Kỳ-1. Cùng với việc sản xuất HQ-1,
vào năm 1965, Trung Quốc bắt đầu thiết kế tổ hợp tên lửa phòng không HQ-2 có tầm bắn xa hơn và có các tính năng kỹ chiến thuật tốt hơn HQ-1 trong điều kiện bị áp chế điện tử mạnh. HQ-2 được đưa vào trang bị tháng 7 năm 1967. Tuy quan hệ hợp tác quân sự Xô-Trung bị gián đoạn, nhưng các chuyên gia Trung Quốc vẫn có cơ hội nghiên cứu với các tên lửa phòng không hiện đại Soviet. Lý do, dù có những bất đồng chính trị sâu sắc, nhưng phần lớn hàng viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam vẫn được vận chuyển bằng đường sắt qua lãnh thổ Trung Quốc. Các chuyên gia áp tải Liên Xô đã nhiều lần báo cáo lên trên về việc các máy bay và tên lửa bị đánh cắp trắng trợn khi quá cảnh Trung Quốc. HQ-2 với các biến thể khác nhau là tổ hợp tên lửa phòng không duy nhất của Trung Quốc bảo vệ vùng trời nước này trong một thời gian khá lâu. HQ-2 tiếp tục được cải tiến đến tận cuối những năm 80. Nói chung, để chế tạo được tổ hợp tương tự như S-75, Trung Quốc chậm so với Liên Xô từ 10 đến 15 năm. Năm 1986, biến thể cơ động HQ-2B được đưa vào trang bị. Tổ hợp này có bệ phóng đặt trên xe bánh xích, tên lửa cải tiến được trang bị đầu nổ vô tuyến. Đầu tác chiến mới được copy từ đầu tác chiến Soviet và có xác suất tiêu diệt mục tiêu lớn hơn. Đồng thời với HQ-2B, Trung Quốc cũng đưa tổ hợp HQ-2J vào trang bị. Đây là tổ hợp sử dụng các bệ phóng cố định. Tổng cộng Trung Quốc đã sản xuất hơn 600 tổ hợp phóng và 5.000 tên lửa phòng không HQ-2 có các biến thể khác nhau. Đây là lực lượng nòng cốt của bộ đội phòng không POA trong một thời gian dài. Các tổ hợp HQ-2B và HQ-2J cho đến nay vẫn đang còn trong trang bị của các đơn vị phòng không POA, nhưng số lượng đang ngày càng giảm đi. Các khu vực và các mục tiêu quan trọng cần bảo vệ trước các phương tiện tấn công đường không hiện nay đang được các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại hơn mua của Nga hoặc do Trung Quốc sản xuất bảo vệ. HQ-2 hiện đang được sử dụng cùng các tổ hợp hiện đại hơn hoặc tại những khu vực có tầm quan trọng thứ yếu. Sau 4-5 năm nữa, tất cả HQ-2 sẽ được đưa ra khỏi trang bị. Nói chung, HQ-2 thọ lâu hơn ông tổ của mình là S-75 trên 20 năm. Tổ hợp S-75 cuối cùng được đưa ra khỏi trang bị tại Nga là vào đầu những năm 90. Trong một thời gian dài, lực lượng nòng cốt của không quân POA là các máy bay tiêm kích J-6, MiG-19 và J-7 MiG-21 được sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng cả hai loại này đều không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của một máy bay tiêm kích đánh chặn phòng không. Trên các máy bay tiêm kích chiến trường chiến thuật này, không có radar và hệ thống dẫn đường tự động, bán kính hoạt động, trần bay và khả năng tăng tốc hạn chế, nên năng lực đánh chặn của chúng không đạt yêu cầu. Do các nước quan hệ hợp tác quân sự với Liên Xô, Trung Quốc buộc phải tự mình chế tạo máy bay tiêm kích và đánh chặn. Máy bay tiêm kích mang tên J-8 bay thử nghiệm lần đầu tiên ngày 5 tháng 7 năm 1969. Nó có hình dạng bên ngoài trông giống MiG-21, nhưng có kích thước lớn hơn và có hai động cơ. Do cách mạng văn hóa lúc này đang ở giai đoạn cao trào, nên việc hoàn thiện kiểu máy bay này bị kéo dài và đến năm 1980 mới được đưa vào biên chế. J-8 được trang bị hai động cơ WB-7A và thiết bị đo cự ly vô tuyến SR-4. Vũ khí có hai pháo 30 ly Type-30E và hai tên lửa không đối không tầm gần PL-2. Bản sao tên lửa tầm gần K-13 của Liên Xô với đầu dẫn hồng ngoại. Dĩ nhiên với trang bị điện tử vô tuyến và vũ khí như thế, mặc dù có khả năng tăng tốc cao, nhưng J-8 không phải là một máy bay đánh chặn đúng nghĩa. Vì thế nó đã không được sản xuất hàng loạt. Năm 1985, phiên bản J-8 cải tiến là J-8I được trang bị radar SL-7A, cự ly phát hiện mục tiêu 40 km, pháo hai nòng Type-233 được đưa vào biên chế. J-8I có 4 mốt treo tên lửa, tuy nhiên do tính năng của radar hạn chế nên J-8I cũng không được sản xuất hàng loạt. Vào đầu những năm 90, POA đưa vào trang bị một biến thể máy bay đánh chặn mới J-8-2I. Có thể nói, trong việc thiết kế dòng máy bay đánh chặn J-8, các chuyên gia Trung Quốc đã lặp lại toàn bộ tiến trình phát triển của các máy bay đánh chặn Soviet Su-9, Su-11 và Su-15. J-8-2I được trang bị radar cải tiến SL-8A, có cự ly phát hiện mục tiêu đến 70 km, động cơ cải tiến WB-13A-2I. Vũ khí của J-8-2I là pháo nòng 2 nòng 23 ly Type-23 Ba La Mã, bản sao GSH-23L của Liên Xô và 4 tên lửa không đối không PL-5 hoặc PL-8. Máy bay tiêm kích đánh chặn họ J-8 của Trung Quốc có các tính năng kỹ chiến thuật đặc trưng của máy bay thế hệ 3, cụ thể kích thước sải cánh 9,34m, dài 21,59m, cao 5,41m, diện tích cánh 42,2m2, trọng lượng cất cánh bình thường 14.300 kg, nhiên liệu 5.400 lít, kiểu động cơ hai động cơ 13A2I, lực đẩy 2 × 42,66 kg/N, tốc độ tối đa 2.300 km/h, bán kính hoạt động trên cao 800 km, tiếp dầu 1.200 km, cự ly bay thực tế 1.500 km, trần bay thực tế 19.000m, tổ lái 1 người.
Về sau, J82i còn có nhiều biến thể hiện đại hơn, được trang bị động cơ mới, hệ thống tiếp dầu trên không, radar xung Doppler Argon. Tiêm kích J82i có thể sử dụng các container tác chiến điện tử treo, cũng như các container với hệ thống chỉ mục tiêu và dẫn đường. Vũ khí có tên lửa không đối không, tầm trung B-27 và BL-11 và tên lửa chống radar I-91. Theo các chuyên gia kỹ thuật của Nga, mặc dù đã được cải tiến nhưng các máy bay tiêm kích dòng J-8 nhìn chung vẫn lạc hậu. Tổng cộng hiện POA có trong trang bị gần 200 máy bay tiêm kích loại này. Chúng sẽ được thay thế bằng tiêm kích J-11 và các máy bay tiêm kích thế hệ 5 đang được các chuyên gia Trung Quốc thiết kế. J-82i trở nên nổi tiếng sau vụ va chạm trên không ngày 1 tháng 4 2001, chiếc máy bay trinh sát điện tử Mỹ EP-3E của Mỹ đã hạ cánh bắt buộc xuống một sân bay trên đảo Hải Nam, và các chuyên gia Trung Quốc đã có đủ thời gian để nghiên cứu chiếc máy bay này. Trong những năm đầu thập kỷ 90, năng lực của hệ thống phòng không Trung Quốc không đáp ứng các nhu cầu thực tế. Các phân đội vô tuyến kỹ thuật mặt đất chịu trách nhiệm thông báo tình huống trên không, chủ yếu được trang bị các trạm radar hai tọa độ ILC-8 được chế tạo theo mẫu radar Soviet P-12. Như đã biết, P-12 được chế tạo tại Liên Xô từ năm 1956. Mọi nỗ lực chế tạo máy bay radar phát hiện từ xa và điều khiển theo mẫu máy bay ném bom Tu-4 Soviet đã không thành công. Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc lúc đó không đủ khả năng đảm bảo độ tin cậy và ổn định các tính năng của tổ hợp điện tử vô tuyến phức tạp. Và Trung Quốc chỉ chế tạo được một chiếc máy bay radar phát hiện từ xa và điều khiển AWACS. Lực lượng chủ yếu của không quân Trung Quốc là 3.000 máy bay tiêm kích J-6 copy MiG-19 và J-7 copy MiG-21. Một số lượng nhỏ máy bay đánh chặn J-8, nhưng chúng không có hệ thống dẫn đường tập trung và các tên lửa tầm xa, nên cũng không đáp ứng được các yêu cầu tác chiến hiện đại. Các tổ hợp tên lửa phòng không Trung Quốc kiểu HQ-2 đến đầu những năm 90 cũng đã không thể đối phó, có hiệu quả các phương tiện tấn công đường không hiện đại. Khả năng chống nhiễu kém và cần rất nhiều thời gian để chuyển trận địa. Hàng nghìn khẩu pháo phòng không cỡ 85 và 100 ly của POA cũng chỉ có thể thực hiện bắn chặn nhưng kém hiệu quả. Căn cứ vào trình độ trang bị kỹ thuật thì các phân đội phòng không Trung Quốc những năm 90 chỉ tương đương với lực lượng phòng không Liên Xô đầu những năm 70. Nhận thức được điều này, giới lãnh đạo chính trị và quân sự Trung Quốc đã chi một khoản ngân sách rất lớn để cải thiện tình hình. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.